chương trình ngày hôm nay diễn ra thì có rất nhiều khán giả, rất nhiều fan đã gửi những cái tin nhắn chia sẻ đến với Hóng Mớ Spa, Hóng Mớ Showbiz và mọi người rất là muốn trò chuyện với Quang Đại. Thì bây giờ thì mình là chắc là sẽ kết nối cho Quang Đại với lại một fan, một khán giả rất là gọi là rất là hâm mộ và rất muốn trò chuyện cùng với bạn. Chắc là bây giờ mình sẽ gọi điện cho bạn ấy. Ok, áp lực quá. Ok. Chết rồi, bạn này đi đâu mất rồi? Dạ, alo ạ. Alo, chào bạn, mình là Quang Đại đây. Alo. Dạ. Alo. Quang Đại mà Trần Quang Đại ấy hả? Dạ đúng rồi. Mà Quang Đại là Quang Đại người mẫu chứ không phải là Quang Đại X Factor đâu. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Chào em. Dạ vâng, em chào anh ạ. Dạ. Thì không biết là bạn có câu hỏi hay là còn có muốn nói gì không ạ? Say hi hay là như thế nào đấy? Muốn anh nói gì ấy ạ? Dạ, tại vì mình đang ở trong một thử thách của Hóng Mớ Showbiz thì bạn là khách mời may mắn được mình lựa chọn số điện thoại và gọi đến. Thì không biết là bạn có gì muốn nói hoặc là gì muốn chia sẻ hoặc là gì muốn gửi gắm hoặc là giới thiệu bản thân mình chẳng hạn. Thôi vậy giờ sao đây? Bạn ơi, bạn có muốn hỏi Quang Đại một cái câu gì đó không? Hoặc là có muốn Quang Đại thực hiện một thử thách nho nhỏ nào đó không? À vậy ạ? Không biết là... em cũng không nghĩ ra. Em chỉ muốn là... anh có thể nói cái gì đấy là em xúc động được không ạ? Xúc động à? Anh thấy em cũng đang xúc động rồi mà. Bạn có muốn nhờ chú Quang Đại tư vấn tình yêu hay là gì đó không? Đúng rồi, em có muốn anh tư vấn gì không nè? Cuộc sống em, cuộc sống tình cảm hoặc là kiểu em có bạn bè nào nó đang ghét em, hoặc là kiểu em đang ghét ai, hoặc là em không biết là phải đối xử với người yêu mới, người yêu cũ như thế nào, thì anh hãy nói anh sẽ tư vấn cho. À, đúng rồi, tư vấn giống như trên Instagram mà chuyên mục hỏi chú Đại ạ. Đúng rồi, đúng rồi, đặc biệt lắm đó. À dạ vâng. Thật ra là ta em cũng không nghĩ ra là phải hỏi gì. Thôi vậy. Không biết là anh đã có người yêu chưa ạ? Chưa, anh ế lắm em ơi. Em bây giờ em phát tín hiệu cho tất cả vũ trụ này luôn là anh đang rất là ế. Thế ạ? Rồi. Em cũng phát tín hiệu luôn là anh đang sân sầm ngắm rất nhiều người. Rồi, và em cũng phát tín hiệu luôn một lần nữa là anh vẫn rất là thơm và rất là ngon. Ngon và thơm ạ. Đúng. Nha, nhờ em phát tín hiệu giùm anh với. Dạ, vâng ạ. Rồi, còn gì nữa không nè? Em có đang ghét ai không? Em có đang muốn là kiểu dằn mặt người yêu mới, hoặc là em kiểu người yêu cũ của em có làm phiền em hay không, là như nào đó? Đúng, em cũng không làm gì nhiều người vấn đề tình cảm ấy ạ. Rồi, ok, vậy thôi, vậy... Nhưng mà em muốn hỏi là... nếu mà muốn bây giờ người yêu cũ cũng tốt, mà người yêu mới cũng tốt, thì... nghĩa là người đấy chưa có người mới của mình. Nhưng mà mình nghĩa là mình... Thôi rồi, ok, cuộc sống chỉ ăn đồ mới thôi, đừng ăn đồ cũ em ơi. Thế ạ? Đúng. Em hiểu không? Tại vì kiểu bây giờ là mình đã ăn đồ cái kia quá lâu rồi. Thử thách bản thân mình và cho mình nhiều cái sự lựa chọn mới đi nào. Dạ vâng ạ. Đúng. Tại vì là người cũ tốt với mình ạ. Người cũ quen được. Nhưng mà người cũ tốt với mình thì dù gì em cũng chia tay thôi. Lý do chia tay của hai người là gì? Lý do chia tay ạ? Ừ. Nói chung là nhiều yếu tố
Rồi vậy thôi, vậy em quay lại thì nhiều yếu tố thì nó cũng sẽ lặp lại thôi, nên là anh nghĩ là bây giờ em thử thách bản thân mình, em quen người mới luôn đi. Xong rồi nếu mà em cảm thấy người mới vẫn không hợp và người cũ mình vẫn còn thương mình thì mình quay lại với người yêu cũ. Thế nếu mà người mới rồi mình không biết là người ta có thích mình hay không thì làm sao để biết người ta thích mình ạ? Thì nói là ô bạn ơi mình thích bạn quá rồi giờ sao? Mình thích. Em sợ như thế em không biết luôn ạ. Không, em phải có duyên lên, em phải nói là bạn ơi, mình nghe nói là kiểu bạn đang độc thân và mình đang thích bạn quá, bây giờ sao mình có thể cơ hội mình làm quen với nhau như nào đấy, chứ giờ mình kiểu mình trẻ quá rồi, mình cũng đang độc thân rồi giờ sao giờ đấy. Đấy đúng rồi, chúc em may mắn với người yêu mới. Nghĩa là anh mình phải dũng cảm với em đúng không anh? Đúng, thích thích thì mình phải nói, không nói sao người ta biết được em. Vâng, thế Rồi em cảm ơn anh nhiều ạ. rồi rồi cảm ơn em, hy Và vọng nếu có gì em hãy inbox cho anh về mối tình đấy. Bye được không ạ? bye. Được 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 được, Vâng, rồi em cảm ơn anh ạ. chào em, bye bye. Vâng, em chào anh ạ. Đây xong. Sau ngày hôm nay thì chắc là sẽ có rất nhiều khán giả không có sở thích tiếp tục gọi điện nhắn tin, à chắc là không gọi điện đâu, Rồi nhắn tin rồi sẽ gọi là tấn công quan lại ở trên. thì đại sẽ vẫn, nếu mà đại có thời gian thì đại thật sự đại muốn là kiểu chia sẻ với mọi người thôi. Đại tại vì đại kiểu có quá nhiều bạn bè, là đại lại hay đi tư vấn tâm lý với bạn bè, là kiểu ôi mẹ ơi ta mới chia tay với người yêu này nọ ta phải làm như thế nào đây, rồi kiểu mày ơi đứa này nó xấu ta ta phải làm như thế nào đây. Em giống như vậy, đại hay tâm lý cho mọi người, tư vấn cho mọi người lắm, nên đại cảm thấy là à có một ước mơ nó của đại là đại muốn đi học bác sĩ tâm lý mà, nên là đối với đại thì vấn đề đó là bình thường.